Ok, chiến tiếp các bạn. Bản game ADK huyền thoại của mình đó. ADK Lost Island. Thì video này mình sẽ đi bắt cái con khỉ đầu chó các bạn. Cái con Monkey Hedgehog á. Khỉ đầu chó. Bạn nào thử lên trên Google dịch đó bạn. Các bạn dịch thử cái cụm từ mình vừa mới đọc á. Monkey Hedgehog các bạn. Monkey có nghĩa là con khỉ đúng không? Head là đầu, còn dog là chó. Đó, khỉ đầu chó. Đấy, các bạn lên Google dịch đi. Các bạn sẽ thấy được một cái sự bất ngờ các bạn. Chị Google dịch là các bạn té mặt ngửa luôn á. Mình lên hồi nãy lên Google dịch, mình dịch thử các bạn. Mình để là cái gì à? Monkey hit dog các bạn. Thì chị Google dịch là cái con chó đầu khỉ các bạn. Đấy rồi. Thiệt, mình đọc xong cái quả dịch mình muốn mặt ngửa luôn các bạn. Như vậy là trong tập này mình sẽ đi bắt cái con chó đầu khỉ các bạn. Phải chưa? Thì được rồi, video này chúng ta lại chiến tiếp tục nha. Mới vô thì kiểu mà trò chuyện vui đó các bạn. Để có tinh thần làm tiếp các bạn. Để coi coi mình sẽ đi bắt cái con khỉ đó, cái con khỉ đầu chó. Với lại nhiều bạn chỉ cho mình là cái chỗ để mà chúng ta có thể là thu thập được antifact các bạn, thì mình cũng đã biết luôn các bạn, nhưng mà không biết mấy cái tọa độ đó đúng không à. Thì có nhiều bạn nói là nó nằm ở cái tọa độ hồi nãy là 56-71 các bạn, nó gần gần cái khu đầm lầy á. Rồi xong rồi ở phía bên dưới cái khu mình đang sống đó các bạn, là phía bên dưới nó nè là có hai cái hang động. Nhiệm vụ chúng ta là phải khám phá ra vị trí của hai cái hang đó, là vào trong hai cái hang đó là cũng có antifact luôn. Đấy. Như vậy là có mục tiêu cho cái video này nè, này nha các bạn. Để coi coi để mà bắt được cái con khỉ đầu chó là chúng ta phải có súng các bạn, có súng này. Cần mấy cái đạn nữa ha, tạm thời thì mình sẽ chế cái đạn của cái súng long nách để các bạn cho nó đỡ tốn. Còn chế cái đạn của súng shotgun nó tốn má ơi luôn. Đây, mình sẽ chế gun powder. Để coi coi kiểm tra thử cái bàn chemistry đấy rồi. Wow, còn thiếu electronic các bạn, chế được cái bàn này nè. Là chúng ta sẽ làm mấy cái thuốc súng gun powder đó, nó nhanh. Đó, tha hồ có thể là làm đạn súng ranh được không? Đây, muốn bắt được cái con khỉ đầu chó các bạn là phải giết mấy cái con đại của nó, mấy con vòng vòng chừa lại cái con đầu đàn thôi. Rồi xong rồi bắn nó còn nửa cái máu á là chúng ta có thể là đút đút cho nó ăn được. Đó, một vài bạn chỉ cho mình vậy á. Mình cũng thấy mấy ông kia tem theo kiểu vậy các bạn. Nhưng mà quan trọng là một lát nữa tới mình. Tới tôi vô tay không biết sao không biết. Còn cái con chim hôm qua mình bắt được á là cái con chim đó tem nhiều bạn nói với mình cũng rất là dễ các bạn, là chúng ta không cần đem thú gì hết á, cũng không có cần rượt theo nó, mà chỉ việc là lột hết quần áo các bạn, lột hết đồ ra gì nè. Đó, không mặc giáp. Rồi xong rồi chúng ta để cái chi tin. Đây chi tin. Đó. Để vô ô số 0 rồi, nó phải lột sạch đồ ra gì nha. Rồi đứng đợi. Kiểu mà đứng đợi cái con chim này nè các bạn. Đó, nó bay lại. Đó. Rồi xong rồi kiểu mà nó thả tim các bạn, rồi các bạn đút năng là được. Đó, chứ không có cần phải rượt theo. Thì một lát nữa để mình gặp cái con chim này mình sẽ thử các bạn. Đó, kiểu vậy nè. Đó, thấy không? Nó leo lên trên vai mình kiểu mà tình thương mến thương vậy đó. Phải lột sạch quần áo cho mấy ông mới được nha. Giáp là cũng không được luôn. Đây, một lát nữa mình gặp nó mình sẽ test test thử các bạn. Symbol. Ui, tổng cộng là mình mới có 10 10 viên đạn các bạn. Thích quá ha. Đây, trong người mình có một cái con đại bàng. Thì các bạn ơi, mình sẽ rảo xuống dưới này kiếm mấy cái con tét đó bạn. Giết nó để mà farm mấy cái electronic luôn. Lên chế cái bàn chemistry á. Để làm đạn cho nó dễ. Rồi xong rồi nghiên cứu coi coi. Ở dưới này mấy cái hang động nó nằm ở đâu á. Trời ơi, cái khu ở dưới này kiểu mà gừng cây gặm gạp gì. Muốn kiếm được cái hang có bộ hơi bị căng các bạn. Rồi, sẽ đi theo mấy cái con đường này nha các bạn.
mình sẽ mang men theo mấy cái con đường nữa. Trời ơi sao càng đi hay nó cứ kiểu mà nó chia ra nhiều đường quá ta. Khó nha bạn, thấy gì chứ khó lắm á. Rồi, mình đi theo men men cái con suối này thử á. Có mấy bạn nói với mình là ở chỗ mà cái khu đầm lầy các bạn có cái thác nước á, chỗ mà mấy cái con cá sấu á, là chỗ đó cũng có anti-fact nữa, mà phải lặn xuống ở dưới sông á, phải lặn xuống dưới. Nói chung là cứ có những cái gợi ý các bạn, có những cái gợi ý của mấy bạn fan trên đó bình luận ở phía bên dưới video là mình sẽ thực hiện hết đó các bạn. Tại vì cái map này nó mới quá, mình cũng không biết là có ông nào lừa tôi không á, nhưng mà kiểu mà cứ có một cái gợi ý gì đó mình sẽ gắng cố gắng mình bay theo các bạn. Chứ nhiều bạn cũng kiểu mà chỉ mình tọa độ các kiểu đồ, không biết là đúng không nữa. Cứ đi theo thử ra. Rồi có Alex cho nick cho bạn. Với lại ở trên kia có một có cái con chim rồi kìa. Mất tiêu rồi. Mới thấy cái có cái con chim rõ ràng luôn, cái con chim có thể gấp mình được các bạn. À quên nữa, cái con này không phải là thuộc hệ chim các bạn, mà mình cứ kêu nó là con chim rồi. Cái con này là nhiều bạn nói với mình là nó thuộc hệ thằng lằn bay các bạn, chứ không phải là hệ chim. Nó thuộc hệ thằng lằn bay nha. Ở đây cũng là thác nước nữa nè các bạn. Cái map Lost Island này mới quá, vì thế là ở trên cái trang ARK Wiki nó chưa có chỉ mấy cái tọa độ của anti-fact các bạn. Bây giờ mà muốn bay vòng vòng tìm anti-fact căng như dây đàn á, nhưng mà phải khám phá từ từ á, phải dành thời gian ra. Đẹp các bạn, map đẹp quá rồi. À con chim kìa, con chim kìa, con chim kìa. Trời ơi, ở trong cái thế giới này mà kêu mình kiểu mà lột chằn chụi ra mà để mà đem cái con chim đó là vỡ mồm nha các bạn. Thứ nhất là gắn này, thứ hai cá sấu nó làm thịt mình trước khi mình bắt được cái con chim đó. Ông đồ nè, trong này nữa là mấy con quỷ nữa là ông rồi kiến cánh đồ nó bu quánh các bạn sắp mặt luôn. Để thử coi. Ở đây con. Ở đây con, xuống đây, xuống đây, xuống đây. À, đó, 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 đúng luôn các bạn ơi. Đó, các bạn lột chằn chụi đó là nó sẽ bay lại nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, hợp lý luôn, thấy không? Thấy chưa? Bắt rất là đơn giản luôn. Uầy, con này trăm ba mấy luôn các bạn. Hay nha. Xịn luôn các bạn. Kiểu mà nó khỏe vãi nồi luôn, khi mà các bạn biết được cái cơ chế của nó đơn giản không.
Hôm qua tôi phải ngược, tôi bắt nó muốn điên luôn. Đó, nhưng mà phải lọt chằn chụi ra dễ ăn. Hồi cá sấu bay ngang nó thập mình luôn nè. Hay thật sự. Thấy chưa? Hay các bạn thấy bắt đơn giản ghê chưa? À quên nữa, nãy giờ chưa kêu các bạn like video các bạn. Yêu thích video mình thì nhớ dành ra ít giây kéo xuống like chia sẻ rồi giúp mình nha các bạn. Để không rồi mấy ông mời coi quá quên like giúp mình đó. Các bạn thấy vậy thôi chứ một cái like của các bạn nó rất là nhỏ đúng không? Ủa, các bạn dài dài thôi mà nó giúp ích cho mình rất là nhiều các bạn. Nó giúp cho mình nhìn thấy cái video mình có nhiều like á, và mình rất là có động lực để làm nhiều clip. Thứ hai là giúp cho YouTube các bạn nó đánh giá là à cái cha nội này làm video được nè, thì mấy bạn fan yêu thích nè, phải đề xuất cho nhiều người kiểu kiểu vậy các bạn, thì lúc đó mình có thêm một ít kinh phí các bạn để mà mua tã sữa cho con mình á. Mình sắp sửa có thêm một thành viên mới rồi mấy không, thì thấy là các bạn thấy không lợi hại không, like giúp mình đăng ký giúp có chút xíu thôi mà thấy giúp nhiều không, cả kiểu mày giống như cả hai đều có lợi các bạn. Giờ thì thấy là nhớ like chia sẻ rồi giúp mình nha. Rồi bạn nào kéo xuống đăng ký rồi thì dưới like rồi thì cảm ơn nha các bạn. Mấy ngày nay video nào của mình cũng trên 3-4 ngàn like mấy không, đã thật sự nhìn sướng quá nồi luôn. Mình cũng gắng cố gắng làm clip hay hay cho bạn xem. Rồi để coi coi lo thao thao bất thiệt lại quên với chủ đề chính đó bạn. Đi kiếm cái hang. Khổ giờ. Bây giờ tôi lại phải quay trở lại kiếm cái hang. Chung là này giống như là mò kim đáy biển các bạn. Biết cái hang nằm đâu trời, bay vòng vòng các bạn. Chúng là phải bây vòng vòng khám phá hết á mới biết được. Cái này á thì ếch đồ tổng các bạn, tổng ếch ta. Mấy bạn kia bảo là ở dưới thác nước. Ồ đây có con chim nữa nè. Level 20. Qua tới khu độc lầy đúng không bạn? Một công mà nhiều việc các bạn. Mình vừa đi farm mấy cái electronic đó. Rồi vừa đi kiếm antifact luôn. Đấy, sẵn rồi được thì bắt luôn con khỉ đầu chó luôn các bạn. Cái này nước nó nông muốn chết luôn nè, cũng là thác nước đó bạn. Làm sao để tôi lặn xuống dưới đó được ta? Nè, có mấy con cá sấu nè. Căng quá vậy. Khu này tí cho tiền tôi không dám lột đồ ra các bạn. Lột đồ ra là mấy con cá sấu nó quất liền. Chim chưa kịp bay lại là con cá sấu nó chơi liền các bạn, mấy con cắp rô siêu chết á. Nước ở đây nó nông muốn chết luôn, kêu mà nó cạn á. Làm thế nào để mà mình lặn xuống dưới này được ta? Trời ơi. Kế
kiểu mà mấy các bạn gặp mấy cái hồ nước mà kiểu mà có mấy cái bèo gì nữa bạn, giống giống gì nè, ở ngoài đời thực á, đừng dại phóng xuống nha, dám cái mấy ông chắc chắn có cá sấu luôn. Dưới này nè, ý là trong game thôi mình cũng không dám phóng luôn, cá sấu là lừ ben dưới này luôn bạn. Nè 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 nè, sát nè. Ai ai dạ. Ui, cũng may là mình có cái con chim theo cũng đỡ các bạn. Nóng gì rồi sao cứ tưởng anh đi phép đó. Có cảm giác mấy con chim này toàn chim đực không anh? Rồi chỗ này là chắc tôi quay về rồi. Là không có chui vào được các bạn. Trả lời coi tôi có chui không, tại vì các bạn xem này mấy cái cây này nó che che lại là dấu hiệu của cái hang á. Nhìn thì thấy mấy cái thác nước này nhìn nó hùng vĩ quá bạn, nhìn đẹp quá. Nhưng mà kiểu mà mình không có cái tọa độ rồi chắc là ba chợ thật sự luôn á. Coi bây giờ mình sẽ bay theo cái tọa độ của mấy bạn kia chỉ đi ha, cho nó chắc. Bảo là với mình là gì, cái tọa độ là gì, 56 bạn, 56 71 có một bạn nói với mình là tọa độ 56 71. Đúng là muốn kiếm mấy cái hang ở trong mấy cái khu vực này không đơn giản các bạn. Mình đã gắng cố gắng quần nát cái khu này luôn rồi đó. Mình thấy là không có đó. Mà rõ ràng là đúng đẹp á. Các bạn thấy mấy ông nào làm ra cái map này thấy đẹp quá rồi.
Sợ cảm giác nguy hiểm quá mày. Nãy giờ là thấy mình cũng bay xa lắm rồi. Năm mươi sáu bảy mươi mốt, giờ mình sẽ bay thẳng qua 56 71 luôn các bạn. Để đây có một tia hy vọng thì chúng ta sẽ bay qua đó. Là bạn nào mà biết chính xác cái tọa độ của hang thì nhớ comment ở trong phía video này các bạn. Nếu lỡ chẳng may trong cái tập này mình kiếm không được á thì mình có thể là tập sau tôi bay đi kiếm tiếp. Trời ơi, 56 71, cái chiến này đi cơ bộ hơi bị xa các bạn. Xa lắm các bạn ơi. Hoặc là mình phải thu cái con chim này vô, rồi xong rồi đi cái con đi con thú môi dịch đó. Và đi mới nổi thôi. Đi con chim là tới Đâm Châu luôn các bạn. Đây nhé bạn, ui khu này cũng là đầm lầy luôn nhé bạn. Rồi 56 71. Đấy bạn, 56 71 khu này nè. Khu cá sấu. Cá sấu nhóc chờ luôn các bạn. 56, 70 nè, 71 nè. Antifact đâu trời. Khó. Lên cao thôi. Uầy, căng quá vậy bạn. Thấy là không có rồi đó. À, để coi thêm tọa độ nữa. 60 45 á, 60 45.
671 là ngay đây các bạn. À, làm gì có artifact nào ở đây các bạn. Căng. Rồi, bây giờ mình sẽ bay qua thêm một chỗ nữa là 6045 á. 6045. 6045 là cũng gần gần chỗ nhà mình luôn đó các bạn. Gãy mẹ cổ rồi. Quay qua đây thấy mấy cái tổ hai ly thì sẵn chiến thì chúng ta hốt luôn rồi. Trời ơi sao mình có linh cảm là tập này chắc không có thu hoạch gì luôn các bạn. Nếu mà tập nào mà cũng không có thu hoạch gì hoài hết chắc chết quá mấy ông, đúng không? Sao các bạn? Gì hoài xem kiểu mà không có thu hoạch gì hoài các bạn chán không? Thực ra đi bắt thú thì cũng dễ thôi, tập trung vô bắt là được các bạn. Nhưng mà bây giờ vấn đề là mình không có biết mấy cái tọa độ á. Mình phải bay rồi. Bay vòng vòng vậy á. Coi địa hình. Mình coi mấy cái hang đó đâu á, nói chung là phải đi tìm nữa bạn. Mất thời gian đi tìm mà. Ngồi trước kiểu mà lên ADK Wiki á, search một phát là nó biết cái tọa độ rồi. Nhưng việc bay tới đó là đi vô trong hang các bạn. Rồi bây giờ cái này nó mới quá. Sáu mươi bốn mươi lăm. Nói chung cũng gần gần ở nhà không à. Ui, mình hy vọng là mình bay phát này ngay luôn các bạn. Ngay chân lý luôn thì ngon. Còn không được nữa thì về chế các bạn xem ít chi á. Chế đạn xong mình đi bắt cái con khỉ đầu chó.
45 là cái chỗ hồi nãy mình bay đảo đảo đây nữa bạn. Cắn quá vậy ta. Đây. Đấy các bạn, 60-45 nè, thì chăng đây luôn nè. Hai bạn chỉ với mình luôn á. Đây, 60-45 đây. Làm méo gì có anh đi phát ra đây ta. Căng quá vậy. Như bạn bảo là ở dưới cái chân mình chắc chắn là có hai cái hang động đó rồi. Ui. Có các bạn ơi. Số 45 đây nè, đây nè. Ui tôi chết sai rồi, cái mà. Rồi số đi các bạn nha. Trời ơi, 60-45 đây luôn nè các bạn ơi. 60-45 mà. Lẽ ra là các bạn phải nên nói mấy cái tọa độ nó nhỏ nữa. Ui cái này. Cái này chỉ có mình ơn mình mới chui lọt các bạn. Căng quá giờ. Đây. Đó, mình chết lầm mấy bạn fan rồi, phải tin tưởng fan đúng không? Phải tin tưởng. Nên sau này tôi không được phép nghi ngờ các bạn, sorry nha. Còn cái tọa độ của bạn kia chỉ nữa. Đó. Cứ kiểu mà nghi ngờ hoài là không tốt các bạn. Mà rõ ràng hồi nãy tới cái địa điểm kia là phải bắt buộc nếu mà mình có cảm giác nghi ngờ phải rồi. Chưa. Wow. Ui. Mà ở đây có anti-fact gì đâu ta? Không bay lên được nha bạn. Uầy, chỗ này nó bị bít các bạn ơi. Nhưng mà làm gì có ở chỗ này có anti fact gì trời. À. Uầy, còn đi vô sâu nữa à. Bài ca trướng. Này có một lối để cho chúng ta đi sâu vào nữa nha bạn. Ui, cái hang này rộng má ơi luôn bạn ơi. Hang này rộng quá bạn. Nhưng mà làm sao mình đâu thấy anti-fact gì đâu ta. Không thấy anti-fact rồi. Mấy cái lỗ này là không bay lên được các bạn.
Đấy, nó chỉ có một lối này thôi nha bạn, còn lối này là lối đi ra này. Đúng chưa? Đây, cái chỗ này là cái chỗ đi ra này. Kỳ vậy ta, không có anti-fake luôn rồi, không có anti-fake rồi các bạn ơi. Nó không có spawn ra hay sao á? Cố gắng mình quan sát kỹ thêm một lần nữa. À, chỉ có một cái khe bên bên trái vậy thôi này. Đấy, đi vào đây. Tới đây là hết rồi. Tới đây có cái anti-fact nó phải sáng các bạn. Nó phải sáng rực một góc luôn. Mình chả thấy luôn. Rồi. Sukana luôn. Phát rồi, mấy hai này bị phát rồi các bạn. Hay là do số mình đen ta. Đã kiếm được cái hang mà vẫn không có anti-fact. Cay vãi nổi luôn. Hãy yếu luôn. Cái gì ta? Thôi tạm thời quay về nha các bạn, nhưng mà chưa nha các bạn, chưa có hạch tụ gì ở trong cái tập này, nhưng mà mình chưa bỏ cuộc các bạn. Bây giờ chế các bạn xem bánh chi rồi, bắt mấy con khỉ đầu chó mấy ông ơi, bắt thử mấy khỉ đó coi coi nó mạnh không. Còn mấy cái anti-fact này mới đau đầu này. Này là mình phải lên YouTube các bạn, coi mấy ông YouTuber nước ngoài thử. Rồi mấy ông thử mấy ông quần mấy cái anti-fact nó nằm ở đâu vậy? Hang động thì mình cũng đã tới rồi, vẫn chưa thấy. Mình có đi lộn núi không ta? Như mình đi lộn núi không các bạn, núi bên kia đúng không? Lộn núi phải nào, núi bên đó nha các bạn, đó mới đúng. Chơi ghét bị mù luôn, chơi ghét nó bị sai sai luôn rồi. Ở cái nhà kính của mình đâu ta? Đây, kính bên đây thì kiểm tra thử các bạn. Wow, trái cây đã có nha. Rồi, trái cây đồ đã có nha bạn. Quay lên đây.
nguyên một tập. Cả nguyên một tập luôn mà mình chưa có hạch tụ gì hết các bạn ơi, cảm giác nó không cam tâm á. Quay về nhà á. Chế cái bàn chai mít chai xong rồi. Chế súng đạn các kiểu. Quần mấy con khủng long mới trước luôn nha các bạn. Thì trong cái lúc đó mình sẽ vừa đi bắt á, vừa nghía nghía trong vòng rồi coi mấy cái hang đó đâu. Chế vài cái đuốc các bạn để cho nó sáng nhà sáng cửa, để cứ đêm xuống nhìn cái nhà nó có hù. Sáng các bạn. Xong rồi nữa để trong nhà luôn á.
Ôi gì ơi, con mammoth của mình mất trời, con bà mày, con Sabertooth nó giết chết ngắt con mammoth của mình đó bạn. Con chó này mất dài các bạn. Hay thật sự luôn chứ, giết chết ngắt cái con do mammoth của mình rồi. Rồi con voi mình đã cũng không tấn công lại nữa, mình qua để bữa để cái chế độ bắt siêu các bạn. Lao thật sự. Rồi được nè các bạn. Đó. Ok chưa? Một cái bóng đèn thôi là đã sáng được một cốc trời luôn các bạn. Trời ơi chói luôn các bạn ơi. Cái đời. Cũng đang đợi ha. Bastion luôn. Nghe tội in God. Rồi nói chung thì tập này cũng các bạn cũng chỉ, các bạn chịu khó đồng hành chúng mình nữa bạn. Bây giờ muốn khá hơn giờ tôi cũng có bay. Phải bay vòng vòng nếu mà đi tìm hang đó. Tìm vị trí đó, mình cũng rất là muốn bay một phát là có chỗ để chúng ta thu hoạch anti-fact các kiểu rồi, mà giờ không được rồi. Mấy cái vị trí vào tới đó mà vẫn không có luôn. Qua nó hết á, cho nó đỡ bị giấy. Đó, cần thiết gì chúng ta chỉ việc là lại cái két sắt đó lấy là được. Các bạn xem này, chế nào đó bạn thấy không, chế cực kỳ nhanh luôn. Cái này là chế máy ơi,
có gì luôn đi nha bạn. Rồi chắc tôi quất thêm một tập nữa. Giác cà phê. Rồi các bạn xem phê luôn. Dài hạt mà đúng chưa? Empty. Sẽ để mấy cái cục thú thú gì ha. Trời ơi, chưa gì cho một 1.800 rồi nha bạn. Rồi, sao tha hồ mình đi bắt cái con này, cái con khỉ đầu chó các bạn. Sorry các bạn nha. Tập này thì muốn là làm nhiều mục tiêu cho các bạn xem á, mà vẫn chưa có thu hoạch gì nhiều ở trong cái tập này các bạn. Nội đi kiếm mấy cái hàng nó mất thời gian quá nội. Để mình làm thêm một tập nữa thì tập sau mình sẽ đi bắt cái con chó sói á. Rồi xong rồi đi lên trên YouTube các bạn. Mình tìm hiểu mấy cái tọa độ của mấy cái hang với mà mấy cái anti-fact đó đó. Để mình tìm kỹ thêm một lần nữa coi ra được cái tọa độ, mình bay thẳng tới đó để lấy luôn á. Rồi xong rồi chúng ta hạ cái con boss cuối đó các bạn. Thì DLC này để coi, mình cũng muốn bay vòng vòng á, coi còn biết chỗ nào bí mật nữa không á. Còn thú mới thì trong này chỉ có 4 con thôi. Rồi mình chuẩn bị bắt nè. À, hiện tại giờ mình bắt được con này nè đúng không? Còn cái con khỉ đầu chó các bạn, cái con khủng long cổ dài mới đó. Rồi với lại cái con boss nữa hay sao á, để ra coi lại ha. Là 4 con các bạn, 4 con mới. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Nghỉ tí rồi làm tiếp một tập nữa cho các bạn xem cho nó phê.